Đêm ngày 24 tháng 12, thông tin từ Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đơn vị đã bắt giữ được nghi phạm Trần Mạnh Hùng, 22 tuổi, trú huyện Lý Nhân, Hà Nam, người sát hại nữ sinh lớp 10 ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Tại cơ quan công an, bước đầu nghi phạm Hùng khai nhận, Hùng và nạn nhân V, 16 tuổi, trú tại huyện Bình Lục, Hà Nam, là học sinh lớp 10 trường Trung học phổ thông Bình Lục C, quen biết từ trước và có mối quan hệ yêu đương. Đêm ngày 23 tháng 2, Hùng đón V về nhà mình ở huyện Lý Nhân ngủ. Đến trưa ngày 24 tháng 2, vì lo sợ Hùng và V cùng tự tử nên gia đình nữ sinh này đã đi tìm. Biết chuyện, Hùng đã dùng tay bóp cổ V đến tử vong rồi nhảy xuống ao cạnh nhà mình tự tử nhưng không thành. Sau đó, nghi phạm ra cầu Thái Hà, Lý Nhân tiếp tục tự tử thì bị công an bắt giữ. Trước đó, vào khoảng 14 giờ cùng ngày, cơ quan chức năng nhận được tin báo về việc một nữ sinh lớp 10 chết bất thường tại nhà của một người dân ở thị trấn Vĩnh Trụ, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. Nhận được tin báo, công an tỉnh Hà Nam đã phối hợp cùng công an huyện Lý Nhân nhanh chóng có mặt tại hiện trường điều tra làm rõ vụ án. Sau 5 giờ gây án, công an đã bắt giữ được nghi phạm Trần Mạnh Hùng. Hiện công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.